Hai MC rất là dễ thương. Lời nói đầu tiên, chí tâm kính chào đến tất cả quý vị đại biểu, quý vị quan khách và các bạn đã đến chung vui trong ngày lễ với bà ngày hôm nay. Với lời chào thân thương kính mến và chúc cho quý vị và các bạn sức khỏe thật là dồi dào, làm ăn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, hưởng lộc của bà nhiều nhiều. Dạ, năm nào bà cũng đổ cho chúng ta. Dạ, chính vì thế cho nên Chí Tâm mới sáng tác một bài hát mới. Một bài hát mà không có lấy tên cầu kỳ sâu xa gì hết á. Cái tên của bài hát này nó là Vía Bà Chúa Xứ. Dạ, bài Vía Bà Chúa Xứ do Chí Tâm sáng tác. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Từ khắp phương về đây hội tụ, kinh ngưỡng thành tâm chắp tay cúi đầu lễ bái dân lên. Bà Chúa Xứ núi Sam mình chứng tất lòng thành, mùa lễ hội thiêng liêng Vía Bà Chúa Xứ hàng năm, nguyện cầu cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho hạnh phúc muôn nhà, dân chúng an bình ấm no. Từ ngàn xưa cùng có vị thần tiên, nơi là cánh non bồng nhìn xuống trần gian ô cõi ta bà, dân chúng khổ nghèo lầm than, nên bà về ngự đỉnh núi Sam châu đốc An Giang bốn cánh thành hoàng, cứu độ nhân sinh thoát cảnh cơ hàng, ban phước lành thịnh vượng giàu sang. Chúng con hân hoan về đây vía Bà Chúa Xứ, lễ hội đông vui người xe tấp nập, khói tỏa hương bay quyền diêu ca khung trời, lòng phơi phới dâng lên niềm rung động bồi hồi, chuyện cổ tích xưa ngày thiên liêng màu nhiệm, bà từ cõi thiên nào về ngửi đến núi Sam. Ông Thoại Ngọc Hầu và bà Châu Thị Tế truyền lập miếu thờ theo tín ngưỡng dân gian, phải tuyển chính người thiếu nữ đồng trinh, kiều thánh phụng thờ tôn vinh Bà Chúa Xứ. Quay thần quy dung tế thế an bang, dùng trời anh linh dân thập phương khắp nơi quay về, cùng dân xin áo điểm tô bà thêm quy đức, hoa quá trà thơm đèn nhang, chắp tay dâng lời khấn tâm thành. Chúng con về đây vùng núi Sam châu đốc, hòa hạ cùng niềm vui mùa lễ hội vía bà. Dải núi thất sơn địa linh nhân kiệt hiền hòa, châu đốc An Giang nhiều địa danh thánh tích, lăng ông Thoại Ngọc Hầu kinh vĩnh tế truyền lưu, đường về tri tôn có chỗ
chùa Vạn Linh núi Cấm với những công trình tiến bộ văn minh. Những chuyến phà xưa già nua theo năm tháng thay bằng những chiếc cầu nối nhịp những đoàn xe. Chúng con lễ tạ ơn bà Hiến Linh Thiên Liên phò trợ dân tình ấm no ước thơi dân an mưa thuận gió hòa phố xa đông vui mùa lễ hội vía bà đường về núi Sam người xe tấp nập dân lễ cúng dường thành khấn trang nghiêm tràn ngập niềm vui trong hương khói quyển cầu nguyện ơn bà phổ độ quần sanh. Đường phố đông vui quyện khói hương bay lần lần niềm an lạc. Chim bay linh nhang tượng bà chúa sứ hoài đức hiển linh rực rỡ quy hoàng. Áo màu uy nghi kết ngọc nam vàng ngôi miếu bà là một công trình nghệ thuật màu sắc hài hòa nơi hội tụ tinh hoa rộn rã nói cười thân thiện kết giao ôi đèn nào cao chỗ bằng đèn châu đốc bạn ở Nha Trang bạn Kiên Giang Rạch Giá cùng gặp gỡ nhau đây mùa lễ hội vía bà sân nước biếc sông hồ gầm qua niềm vui lễ hội trang hòa hẹn ngày tương ngộ vía bà núi Sam. Dạ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều những tràng pháo tay tán thưởng. Bây giờ xin nhường lại cho MC để giới thiệu tiết mục kế tiếp. Nhưng mà Chí Tâm nghĩ rằng có một em bé, vâng, thì nhường lời cho MC Nhật Trường đến.